Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục tập hát Tây Dê bằng tiếng Việt. Các video này nhằm mục đích giúp các bạn và nhóm của mình có thể tập các bài hát Tây Dê một cách dễ dàng hơn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tập bài hát Jesus Redemptor, tiếng gốc là tiếng Latin, lời Việt với tựa đề Ngài là Đấng Cứu Rỗi. Phần lời Latin của bài hát được viết dựa trên thánh thi của giờ kinh chiều trong mùa Giáng sinh. Muôn lạy Đức Kitô, Đấng Cứu Nhân độ thế, là con một Chúa Cha trước ngàn muôn thế hệ. Và bài hát này có hình thức âm nhạc là ca khúc, kết cấu là canon. Canon có nghĩa là luân khúc. Bài hát gồm có hai bè, một bè dẫn và một bè theo. Chúng có cùng giai điệu và có thể lặp đi lặp lại bao nhiêu lần tùy ý, còn được gọi là luân khúc vô tận. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tập hát nhé. Ngài là Đấng Cứu Rỗi của nhân loại, phản ánh vinh quang Chúa Cha trên trời. Kinh dâng Ngài muôn khúc ca, kinh dâng lên Ngài ngàn muôn vinh quang. Ngài là Đấng Cứu Rỗi của nhân loại, phản ánh vinh quang Chúa Cha trên trời. Kinh dâng Ngài muôn khúc ca, kinh dâng lên Ngài ngàn muôn vinh quang. Các bạn nhớ lưu ý chữ phản ánh, nó là fa son la si. Chúng ta sẽ hát là phản ánh. Xin chào, bây giờ là bài nam. Phần giai điệu, bài nam giống với bài nữ, chỉ khác ở nốt cuối. Ngài là Đấng Cứu Rỗi của nhân loại, phản ánh vinh quang Chúa Cha trên trời. Kinh dâng Ngài muôn khúc ca, kinh dâng lên Ngài ngàn muôn vinh quang. Bài nam vì là bài theo sau cho nên sẽ hát vào ô nhịp số 3. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe các bè hòa lại với nhau nhé. Ngài là Đấng Cứu Rỗi của nhân loại, phản ánh vinh quang Chúa Cha trên trời. Kinh dâng Ngài muôn khúc ca, kinh dâng lên Ngài ngàn muôn vinh quang. Ngài là Đấng Cứu Rỗi của nhân loại, phản ánh vinh quang Chúa Cha trên trời. Kinh dâng Ngài muôn khúc ca, kinh dâng lên Ngài ngàn muôn vinh quang. Ngài là Đấng Cứu Rỗi của nhân loại, phản ánh vinh quang Chúa Cha trên trời. Phản ánh vinh quang Chúa Cha trên trời.